Học có lòng tôn trọng. Người ta làm thí nghiệm với từ ngữ. Nếu họ viết một số từ trên một chai nước, thì nước đó trở nên vẩn đục. Nếu họ viết một vài từ phúc lành, gọi là gì nhỉ? Khẳng định, thì nước trở nên trong sạch, thấy không? Chỉ nước thôi, quý vị xem thường nước mình dùng mỗi ngày, quý vị rửa tay và tẩy sạch bụi, nhưng lại không rửa nghiệp chướng. Nước biết hết mọi thứ, không khí biết hết mọi thứ. Cho nên hãy thận trọng về những gì mình suy nghĩ, những gì mình nói, hiểu không? Hay những gì mình viết cho người khác, bởi vì mọi thứ biết hết mọi thứ. Chúng ta không phải chỉ được bao bọc trong nhục thể này thôi, mà chúng ta là linh hồn trong suốt, hiểu không? Đầu óc quý vị liên kết với mọi chúng sinh trong toàn cõi vũ trụ, cho nên đừng nghĩ rằng không ai biết mình đang làm gì. Hãy học có lòng tôn trọng nhé. Thậm chí địa cầu biết mọi việc, cây cối biết mọi việc. Tôi bảo quý vị nhiều lần rồi, nhưng quý vị có thật sự hiểu hay không? Mọi người nên học có lòng tôn trọng nhé. Phải học, hiểu không? Thương người như thể thương thân. Làm bất cứ gì phương hại cho ai là mình hại mình trước hết, luôn luôn là như vậy. Do đó mà tôn giáo nào cũng nói thương người như thể thương thân. Tại vì người khác cũng chính là mình. Những gì mình làm cho người khác sẽ trở lại với mình gấp bội phần. Nên đừng bao giờ làm người khác những gì mà mình không muốn họ làm cho mình. Mọi tôn giáo đều dạy như vậy. Thành ra những quốc gia mà tôi đề cập tới, họ làm việc đúng là giỏi. Thật sự thương yêu láng giềng giống như Thiên Chúa giáo dạy. Họ là tín đồ Thiên Chúa giáo chân chính, tín đồ Hồi giáo chân chính. Hồi giáo cũng dạy mình giúp người, chỗ nào mà nói là nhà tiên tri bảo giết người, cái đó không phải lời của Ngài, không phải. Câu đó sau này họ thêm vào, lợi dụng Ngài để mà gây phiền nhiễu hoặc khống chế. Như ngày nay nhiều người kêu bằng Hồi giáo, họ lợi dụng tôn giáo đặng giết người, làm thương tật, quấy rối, bắt cóc người ta. Bắt cóc con gái, cấm con gái đi học. Mấy người này không phải đạo Hồi, không phải. Cái gì đó bên trong họ muốn khống chế người khác, muốn quyền lực, muốn nổi tiếng, bất cứ gì. Đây không phải là đạo Hồi, không phải. Mà chỉ làm cho người Hồi mang tiếng xấu. Cho nên nhiều quốc gia họ không muốn nhận người tị nạn. Vì họ nghĩ người tị nạn theo Hồi giáo hết, mà đối với họ, người Hồi giáo không tốt. Hiểu ý tôi không? Một số người có ấn tượng như vậy, cũng không thể trách họ được. Chỉ thấy tội nghiệp cho những người Hồi giáo tốt thật sự mà họ phải chịu cộng nghiệp với những người xấu. Những người lợi dụng Hồi giáo để gây bạo động, gây đau khổ, tổn thương tới người khác. Mình chỉ thấy tội nghiệp cho những người Hồi tốt. Thành ra tôi rất mừng là những quốc gia Thiên Chúa giáo đang nhận những người tị nạn Hồi giáo này. Như vậy là tốt cho họ gấp đôi. Tốt gấp đôi. Tuy là có những người kêu bằng xấu, lạm dụng đạo Hồi và làm hại họ trong các quốc gia khác mà họ vẫn nhận người Hồi giáo tị nạn. Thật tình, hoan hô. Hoan hô và hoan hô. Chúng ta phải biết ơn điều đó. Tốt. Tại vì nếu mình người Thiên Chúa giáo và mình chỉ nhận tín đồ Thiên Chúa giáo thôi, thì mình tốt chỗ nào? Vậy là mình cũng còn kỳ thị, phân biệt. Nếu mình là người Hồi mà chỉ nhận tín đồ Hồi giáo thôi thì cũng được đi, cũng tốt lắm, nhưng không xuất sắc, không thật sự là tốt vô điều kiện. Cho nên tôi rất vui lòng, rất cảm kích những quốc gia Thiên Chúa giáo này. Họ đúng là quốc gia Thiên Chúa giáo. Ý tôi là ngoại trừ một hai nước như là Liban hay Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, phần còn lại là toàn quốc gia Thiên Chúa giáo. Nên tôi rất biết ơn, vô cùng biết ơn vì họ không có tâm phân biệt. Vậy là họ tốt lắm, tốt gấp đôi. Nếu họ nhận bất cứ người tị nạn nào, ngay cả người đạo Phật, những người hòa bình, hầu như chưa bao giờ nghe nói Phật tử đi phá hoại người nào hay một quốc gia nào. Có không? Từ cổ chí kim trong lịch sử Phật giáo đâu bao giờ có chuyện Phật tử ôm bom hoặc đi tàn sát nơi nào đâu. Cho nên nhận Phật tử có lẽ nó dễ hơn. Tại vì nhiều người lợi dụng Hồi giáo làm điều xấu, bạo động,
hãm hại, gây tổn thương, sát nhân. Nhưng dù vậy mà quốc gia Thiên Chúa Giáo vẫn nhận những người tị nạn xuất xứ từ Hồi giáo, thì tôi thật là vô cùng thán phục, biết ơn và rất đỗi vui mừng. Cầu xin cho họ được gia trì gấp đôi, vậy là rất tốt, xuất sắc. Bữa nay tôi hết sức hài lòng, thấy Slovenia mở rộng vòng tay đón nhận 10.000 người tị nạn. Quốc gia nhỏ bé như vậy, nhỏ xíu, không giàu có gì cho lắm. Cả Rota nữa. Những quốc gia này tốt, tốt, tốt. Đây là tin mới. Mới vào nhóm, mới nhặt bọn. Ồ, bữa nay mừng quá, bữa nay vui quá, mừng hết lớn. Tôi hài lòng với Slovenia và Mỹ. Dù họ không thuộc về Âu Châu, nhưng họ muốn nhận 10.000 người tị nạn. Đường xá xa xôi. 10.000 không là bao nhiêu, nhưng họ phải trả tiền máy bay cho người tị nạn đi từ Âu sang Mỹ, rồi chăm lo cho họ từ đầu đến cuối, rồi phải lo nhà cửa cho họ, chăm sóc sức khỏe đủ thứ. Lúc đầu tất cả miễn phí, dĩ nhiên, cho tới khi nào họ tự lập được, có công ăn việc làm, tới khi học tiếng Anh trước đã. Tốn rất nhiều thời gian, rất nhiều hy sinh về tài chánh đối với người Mỹ, nhưng họ sẽ được gia trì. Thượng đế sẽ gia trì cho họ gấp bội phần, bội phần, bội phần. Tôi vui quá. Mấy người này có thể là họ không nghĩ tới phước báo, họ không hiểu cái quan niệm nhân quả trong Phật giáo, nhưng họ nên biết rằng trồng nhân nào gặt quả đó. Nếu mình giúp người, công đức của mình sẽ tăng lên gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, gấp năm, gấp sáu, gấp mười, nhân lên cho những thế hệ sau. Con đường của chúng ta cao thượng hơn. Dấn: nếu chúng ta có tiệc mừng và khách yêu cầu thức ăn mặn thay vì chay, có thể nào đãi mặn cho họ không? Con trai con sắp kết hôn và bên đàn dâu thì ăn mặn. Con được biết từ con dâu tương lai rằng gia đình họ muốn khách mời thân nhân của họ được đãi mặn. Khách của con chỉ đãi chay, nhưng con không muốn họ giận. Sư phụ: quý vị đãi chay và người khác nếu họ muốn ăn thịt, họ tự đãi thịt. Quý vị tránh xa máu thịt, đừng để tay mình đẫm máu. Quý vị đãi thức ăn chay và nếu có người muốn ăn thịt, bảo họ mang thức ăn thịt của họ. Thức ăn chay rất ngon, có hem chay, gà chay đủ loại. Mọi người sẽ rất thích ăn, thậm chí họ không biết đó là thức ăn chay. Có nhớ câu chuyện khi tôi có gia đình và là bà nội trợ. Tôi luôn đãi láng giềng thức ăn chay khi họ đến nhà tôi mỗi cuối tuần. Có lần chồng tôi nghĩ, tội nghiệp họ cứ ăn chay mãi, họ phải ăn thịt chứ không thì chết mất hay gì đó. Chồng tôi mua một ít cá và thịt, nhưng chẳng ai muốn ăn, bởi vì họ muốn thức ăn chay. Họ thích thức ăn chay hơn. Họ nói muốn có sự thay đổi. Vậy quý vị cũng có thể đề nghị tương tự. Quý vị nói, chúng ta ăn thịt mỗi ngày rồi, tôi sẽ cho quý vị những thứ thú vị hơn, nếp sống mới, thực đơn mới, lý thú, đầy màu sắc, thơm ngon. Quý vị cùng thử ăn trong một ngày, xem mình thích hay không. Nếu quý vị không thích, thịt lúc nào cũng đang chờ quý vị trong tủ lạnh khi quý vị về nhà. Rồi nếu họ vẫn không thích, họ có thể mang thức ăn riêng. Hôn nhân rất quan trọng, chỉ một lần trong đời người. Trong kinh Phật, kinh Địa Tạng, Địa Tạng Vương Bồ Tát nói rằng, khi người mẹ sinh con và khi kết hôn, hoặc bất cứ việc gì, người ta đều giết thú vật để chúc mừng. Điều đó gây tổn hại lớn cho đôi vợ chồng và tổn hại rất nặng cho người mẹ, cũng như trẻ sơ sinh. Tốt nhất là luôn luôn ăn chay, như vậy không tạo ác nghiệp. Làm sao quý vị có thể hạnh phúc vui vẻ và ngày kết hôn là ngày vui nhất trong đời mình mà quý vị lại đi giết những chúng sinh khác? Quý vị nên để họ sống, họ cũng muốn được hạnh phúc. Họ phải nên vui mừng về sự thành hôn của quý vị và chúc mừng quý vị trong tâm. Tại sao quý vị đi cắt cổ và ăn họ chứ? Kết hôn là hỷ sự, là ngày vui. Mọi người nên vui hưởng và hân hoan. Sát sinh gây đau khổ là không hợp lý, khi đó là ngày vui nhất của đời mình. Giả sử người ta muốn, họ có thể mang theo thức ăn riêng. Quý vị tuyệt đối tránh việc sát sanh.
Quý vị phải ảnh hưởng họ, chứ không phải để họ ảnh hưởng quý vị. Từ nay tôi muốn tất cả quý vị phải kiên quyết hơn trong quan điểm của mình, kiên định hơn trong lập trường của mình. Đừng làm điều gì không tốt, và quý vị biết sát sinh là không tốt, quý vị ngưng điều đó. Ngừng ngay trên bàn ăn, ngừng từ nhà của mình. Đừng dung thứ việc sát sinh nữa. Đừng dung thứ sự tàn bạo nữa. Đừng khuyến khích thêm sự đau khổ nào nữa đối với bất cứ ai, dù trực tiếp hay gián tiếp. Hãy để hòa bình bắt đầu từ chúng ta, được chứ? Từ trước đến giờ chúng ta chạy theo những xu hướng trong xã hội chỉ để tỏ ra là biết xã giao và trông giống họ. Không, chúng ta không muốn giống họ nữa. Chúng ta muốn họ giống chúng ta, bởi vì con đường của chúng ta cao thượng hơn. Đó là con đường đúng, từ bi, thương yêu, cứu sinh mạng và sẽ cứu địa cầu. Hãy làm vậy. Quý vị phải kiên cường, bởi vì địa cầu dựa vào chúng ta. Địa cầu dựa vào quý vị. Tất cả sinh mạng trên địa cầu dựa vào quý vị. Hiểu chứ? Duy trì bầu không khí thanh liêm. Minh sư chỉ cho và không hề nhận. Một khi quý vị nhận vật gì của ai, thì quý vị sẽ trở nên dưới quyền của họ. Lần sau gặp lại họ, quý vị sẽ ngại không làm được tốt. Khi họ muốn quý vị làm điều gì, quý vị cũng không thể thật sự đối xử với họ một cách công bằng. Quý vị biết họ không đúng, quý vị cũng ngại không dám la mắng hay từ chối họ. Cho nên giới luật đạo đức của chúng ta cho chúng ta biết là phải thanh liêm. Đừng bán rẻ mình vì điều gì, và đừng nợ ân huệ hay tiền bạc của người khác. Vì khi nợ người khác một thứ gì, quý vị sẽ nợ họ một đặc ân. Ăn của người khác về sau sẽ khó ngẩng đầu lên. Tốt nhất là tự kiếm cơm cho mình, tự chăm sóc mình. Như vậy chúng ta mới có thể ngẩng đầu nhìn bất cứ người nào. Lúc chúng ta nói chuyện đạo lý, lời nói của chúng ta mới có trọng lượng. Chỉ như vậy chúng ta mới trở thành một gương mẫu của chân lý, một gương mẫu của sự thanh liêm. Là một người thường chúng ta cũng phải thanh liêm, không phải lúc làm quan mới thanh liêm. Nếu không, khi quý vị làm quan thì tập quán sẽ khó sửa. Lúc làm dân thường không thanh liêm thì khi làm quan sao thanh liêm được, có phải vậy không? Thành thói quen rồi thì sẽ quên đi một cách mù quáng. Nếu thấy vật gì quý vị nghĩ là tốt, mua đem lại, sư phụ sẽ trả tiền cho quý vị. Không được lén lút cúng dường một hai người, hối lộ tình cảm của họ. Sư phụ nói lần cuối cùng, nếu lén lút tặng cho một người nào đó vật gì, thì cả hai người đều bị đuổi. Nếu quý vị muốn hại người, thì cứ cúng dường cho họ nhiều thêm. Sư phụ đã nói với quý vị nhiều lần, ở đây chúng ta không thiếu gì. Dù có thiếu một vài thứ trần tục, cũng không đến nỗi nào. Bên ngoài có rất nhiều người còn gặp khó khăn hơn chúng ta rất nhiều. Ở đây chúng ta ăn no, ngủ sướng, chỗ ở đều rất tốt, không thiếu thốn gì. Người tu hành chúng ta, đời sống vốn nên giản dị, có nhiều một chút cũng tốt, không có cũng không sao. Tại sao phải cúng dường người này người kia, mua chuộc tình cảm cá nhân? Thật dớ dẫn. Nếu còn có người làm những chuyện này, sư phụ sẽ đóng cửa đạo tràng. Sư phụ thà không cho quý vị đến, còn hơn là để quý vị làm ô nhiễm lẫn nhau. Có hiểu không? Ở đây chúng ta không thiếu thốn gì. Trước khi sư phụ làm minh sư, về phương tiện vật chất sư phụ còn có ít hơn họ. Sư phụ chỉ có vài bộ quần áo. Lúc đi Hy Mã Lạp Sơn lạnh như vậy, sư phụ chỉ có hai bộ quần áo, một cái ca, một cái muỗng, hai đôi vớ. Về sau vớ rách cũng liệng luôn, chỉ còn lại một đôi dài. Hai bộ quần áo mặc thay đổi, có khi chưa kịp khô cũng phải mặc. Nhưng sư phụ không thấy cần thứ gì khác. Chúng ta thiếu một chút vật chất không quan trọng. Đừng quá chiều chuộng những người ở đây. Hãy để họ sống những ngày tháng tự tại, tự nhiên. Quý vị không làm được như họ, xuất gia, còn đến đây lôi kéo ô nhiễm người khác một cách bừa bãi. Quý vị cho rằng mấy đồng tiền của quý vị hay lắm sao? Quý vị cho rằng họ không kiếm được tiền ở bên ngoài hay sao? Quý vị cho rằng họ là những người tàn tật, không chân, không tay, không có khả năng kiếm tiền hay sao? Tại họ không muốn tiền,
cho nên họ mới đến đây sống một đời sống đơn giản. Khi quý vị tu hành nhiều, tinh thần sẽ trở nên mãn nguyện. Quý vị sẽ không cần những thứ vật chất đó. Quý vị đừng cho rằng vật chất có thể nuôi quý vị mập, thân thể có thể sẽ mập, nhưng tinh thần lại không tốt. Rất ít người có mục đích cúng dường đơn thuần. Một lát sau gặp lại họ, họ sẽ đòi cái này, yêu cầu cái kia. Họ muốn có quan hệ đặc biệt, muốn quý vị nói chuyện nhiều với họ, làm việc nhiều cho họ thông tin, và họ có thể vào đây bất cứ lúc nào, quý vị không được cản. Đừng để những chuyện này xảy ra nữa, để sư phụ tức giận, hiểu không? Tôn trọng người xuất gia. Nếu không xuất gia được thì ít ra cũng tôn trọng người xuất gia, hiểu không? Ý tôi nói nếu chính mình không thể xuất gia thì ít ra cũng nên tôn trọng người xuất gia. Vì lý tưởng mà họ đã xả bỏ tất cả mọi thứ trên đời, xả bỏ quyền lực, danh vọng, tiền tài, họ xứng đáng được tôn trọng ha. Cho dù họ không tu hành giỏi thì đó không phải là chuyện của quý vị. Thấy người xuất gia thì phải tôn trọng, hiểu không? Quý vị làm được không? Quý vị có thể xuất gia không? Vậy thì phải tôn trọng người xuất gia, ở đâu cũng vậy nhé. Đừng chen lấn họ và đừng tranh giành với họ. Nói lời tử tế. Những lời nói phủ định làm tổn thương và cũng khiến người ta nổi giận. Nếu không nổi giận thì họ cũng cảm thấy đau đớn, tổn thương. Vì vậy chúng ta nên cẩn thận với những lời mình nói ra, trừ khi thật sự cần thiết. Nếu không cần thiết, hãy giữ im lặng. Nếu chúng ta không thể nói điều gì đó tử tế, nhân từ, đẹp đẽ, thì đừng nói gì hết. Nếu hoàn cảnh không cần thiết, thì hãy tiết kiệm lời. Trích lời của Master Thanh Hải Vô Thường Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thường Sư.